Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn một trò ở thực bài nữa nha các bạn. Thì mình sẽ làm thử lần đầu tiên cho các bạn xem nha. Đây là bộ bài bình thường nha, mình chẻ lên, không có gì hết. Rất là bộ bài rất là bình thường. Mình chẻ lên đàng hoàng nha các bạn. Rồi, mình sẽ lấy ngẫu nhiên một cây, ngẫu nhiên. Hôm nay ngày 10 đúng không ta? Ngày 10 lấy cây 10 đi. Rồi cây 10, đặt cây 10 ở đây nha các bạn. Rồi mình chẻ lên tiếp để cho các bạn thấy là mình bộ bài rất là bình thường. Rồi. Mình sẽ kinh ra 3 tụ bằng nhau nha. Bằng hay là xém bằng cũng được. Rồi mình lấy mỗi tụ một cây lên. Rồi cây chức thì mình sẽ chia cho tới cây chức nha. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 chức. Cây chức hoặc là cây bòi đó các bạn. Rồi chia ra. Ở quê mình thì kêu cây chức. Cây 7 nha. Mình đến tới 7 rồi. Chia cho 7 cây rồi chia cho mỗi tụ một cây nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mới nãy là cây chức mình đã chia rồi. Giờ mình cũng tiếp tục chia nè. Rồi cây 5 mình sẽ chia xuống 5 lá, 1 2 3 4 5 rồi chia mỗi bên một cây. Rồi đây là điều đặc biệt đây. Tấn tấn tần 2 cái 10. Tấn tần thêm cái 10 nữa là 3 cái 10. Và cái 10 này nữa là 4 cái 10. Đấy rất là tuyệt vời phải không các bạn? Thì làm như thế nào thì mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn nha. Thì đầu tiên là mình chuẩn bị 4 cái 10 trước và một cây số 5 nha. Rồi mình làm như sau thì có thể là làm ra 4 cây 10 hoặc là 4 cây 7 cây 6 hay là cây 5 cũng được, cây khác cũng được, nhưng mà mình hôm nay ngày 10 nên mình làm 4 cây 10 nha. Nếu mà các bạn làm cây khác thì cứ chọn 4 cây khác theo và vẫn làm tương tự thôi, chọn 4 cây 10 và một cây 5. Rồi một cây 10 á, mình lấy một cây 10 mình đẩy đẩy gần ở dưới đít thôi, đẩy chút khi mà mình lấy ra mình nói hôm nay ngày 10 nên mình lấy cây 10, lấy cho nó dễ nha các bạn. Rồi mình sẽ chọn 3 cây bất kỳ. À, mình đặt 3 cây 10 lên trước rồi tới 3 cây bất kỳ, 3 cây gì cũng được, đặt trên 3 cây 10 và đặt cây 5 lên. Rồi mình chẻ sao cho cái cây 10 ở dưới này nó vẫn nằm ở dưới để cho chút mình dễ chọn nha các bạn. Rồi mình chẻ nha, chẻ nhưng mà khúc ở trên đây, khúc mà mình sắp rồi đó, thì cho nó dày xíu cho nó đừng có xáo trộn nha các bạn. Đây mình nói hôm nay ngày 10 thì mình lấy cây 10, nếu các bạn làm cây 7 thì cũng được, mình cứ lấy mình sao mà cho những cây đầu này mình cho dễ lấy cho khán giả đừng có nghi ngờ, lấy cây 10 ha. Rồi còn ở trên đây là mình đã sắp xếp rồi nè, thấy không, cây 5 tới 3 cây bất kỳ rồi tới 3 cây 10 nha các bạn. Rồi mình chia ra 3 tụ bằng nhau nha. Rồi mình lấy mỗi tụ là một cây riêng, vậy có nghĩa là cái tụ bên đây nè bạn, cái tụ bên đây là đã có 3 cây rồi, 3 cây khác rồi tới 3 cây 10 phải không? Thì hai bên đây chia qua chút bên đây là sẽ được 5 cây. À, bên đây chỉ là động tác giả thôi, tới cây quảnh nè, 1 3 4 5 6 7 8 9 10 chức quảnh. Rồi thêm mỗi bên một cây, nếu mà cắt mỏng quá thì lấy thêm chia mỗi bên một cây. Tới cái 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 rồi chia mỗi bên một cây. Rồi cái tụ này đặc biệt là mới nãy đã có 3 cây đặt ở trên rồi. Bây giờ thêm 2 cây nữa là 5, là nó trùng với số 5 này nè các bạn. À, mục đích là của lấy cái lá 5 này nè. À, mình sẽ chia 5 cây xuống 1 2 3 4 5. Đấy, là tới 3 cây 10. Tới 3 cây 10 thì sao? Thì chia ra mỗi bên một cái là mỗi bên có 1 cây 10. Đấy, rất là đặc biệt phải không các bạn? À, mình ví dụ thử cây khác nha các bạn. Mình ví dụ thử cây 7 nha. Cái 7 thì mình cũng lựa cho bà 4 cái 7 trước, không có gì hết. Trò này là các bạn có thể đem đi cô gái luôn nè các bạn. 4 cái 7 rồi. 4 cái 7, 1 cái 5 và 3 cái bất kỳ. Mình đặt 1 cái 7 sát xuống đây. Rồi, đặt 3 cái 7 lên, tới 3 cái bất kỳ, rồi tới 1 cái 5. Rồi mình chẻ lên, chẻ cho khúc dưới và khúc trên nó không có bị ảnh hưởng các bạn. Rồi mình sẽ lấy một cây ngẫu nhiên. À, ví dụ hôm nay ngày 7 đi, lấy cây 7 đi cho nó đẹp, số 7 ha, cây cuốc. Rồi đặt cây 7 đây. Rồi mình chẻ tiếp. Chẻ tiếp. Rồi vẫn chia ra 3 tụ bình thường, 1 2 3. Rồi lấy mỗi tụ một cây bất kỳ lên. Rồi vẫn là cây 5 ha, bên đây vẫn cây 5, cái tụ này là mình sắp xếp rồi. Cây 8 là mình chia ra 8 cây, 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 chia ra mỗi tụ một cây, tới cây già phải không? 3 4 5 6 7 8 9 10 chất. Rồi thiếu thì mình cầm lên mình chi tiết quảnh già, chất từ cái quảnh tới già. Rồi tới cái năm, bên đây là bữa nãy nó có 3 cây nằm trên 3 cây 7 rồi, bây giờ thêm 2 cây nữa là 5 cây, là trùng xuống 5 luôn, là mình chia xuống 5 cây, 1 2 3 4 5. Đó, có nghĩa là bây giờ là 3 cây này là 3 cây 7 nè. Rồi chia ra 1 cây 7, 2 cây 7 và bên đây còn 1 cây 7 nữa, 3 cây 7. Đấy. Đó là mình làm được 4 cây 7 rồi đó các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Thì hy vọng các bạn đăng ký kênh mình để có thể theo dõi những video sau nha các bạn. Sẽ có còn rất là nhiều trò thực bài rất là thú vị cho các bạn, và đặc biệt là những cái màn giải mã là cực kỳ độc đáo luôn. Hy vọng các bạn theo dõi kênh mình nha. Mình cũng cảm ơn các bạn rất là nhiều khi mà đã ủng hộ mình. Các bạn nhớ comment để cho mình biết ý kiến nha các bạn. Mình có thể là mình không trả lời được tất cả các comment của các bạn, nhưng mà mình đảm bảo là mình sẽ tiếp thu nó. Hy vọng là các bạn luôn bên cạnh mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye. Bye bye. Rồi, tan tan tan.